Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn kem nhỏ đã đến với kênh Thường Nữ Cà Mau. Bữa nay thì Linh sẽ làm bánh lăng. Thì để làm bánh lăng những cái nguyên liệu mà cần chuẩn bị thì cũng rất là đơn giản. Ở đây là Linh có chuẩn bị 400g đường, khuôn để mình đổ bánh lăng. Khuôn này thì ông bà cô chú các bạn mình có thể là tìm mua ở tiệm tạp hóa hoặc là những cái tiệm mà bán ly nhựa đồ mũ rồi á. Rồi trứng gà. Trứng gà này thì Linh sẽ dùng 50 trứng cho khoảng 100 cái bánh lăng ha. Trứng gà này ông bà cô chú các bạn mình lưu ý là mình nhớ là mình để ở ngoài trứng gà nguội chứ đừng có lấy trứng gà trong tủ lạnh ra làm ha. Nếu mà trứng gà mình lỡ để trong tủ lạnh thì mình sẽ để ra ngoài để cho cái trứng của nó hết lạnh thì mình mới bắt đầu làm bánh. Đây thì Linh có chuẩn bị sữa đặc. Sữa đặc này thì 50 quả trứng gà thì Linh sẽ dùng khoảng một hộp rưỡi. Hộp này thì Linh dùng loại hộp 1 kg 2 mấy á. Ở đây thì Linh có dùng thêm 4 hộp sữa tươi. Sữa tươi này thì mình có thể là dùng có đường hoặc là không đường đều được. Linh dùng của TH Trung Miêu. Tại vì cái TH Trung Miêu mình dùng thì nó không có mùi. Nếu mình muốn ngon hơn thì mình có thể là mua sữa tươi nguyên kem. Tại vì bữa nay là Linh không có mua được sữa tươi nguyên kem nên là Linh dùng của TH Trung Miêu ha. Bây giờ trước tiên là Linh sẽ bắt cái đường này lên để mình thắng cái caramel trước ha. Sau khi mà bắt đường lên thì Linh sẽ cho nước. Nước này thì mình canh cái lượng nước nó sắp sắp cái đường thôi chứ đừng cho nhiều nước quá. Dụ mình cho ướt đường là được. Lại Linh vét ở trên đây xuống. Đó, nước sắp sắp thôi, đừng cho nhiều nước quá. Sau khi mà cho nước vô rồi Linh sẽ nặng vô đây khoảng tầm một quả chanh. Cái nặng chanh này vô để giúp cái đường của mình lát thắng nó không có bị lợi đường. Mình nhớ lưu ý là khi mà mình bỏ đường, nước rồi chanh vô mình đừng có quậy ha. Bây giờ thì Linh để đó để cho đường nó tự sôi. Rồi xíu nữa mình mới quậy. Chứ mình quậy liền là đường nó bị dễ, bị lợi đường lắm. Giờ qua đây ha, trong lúc mà đợi cái đường này nó tan ra thì Linh sẽ đập trứng. Trứng này thì Linh dùng 50 trứng nhưng mà Linh sẽ dùng 30 trứng cả lòng đỏ và lòng trắng. Còn 20 trứng thì Linh chỉ lấy lòng đỏ thôi. Mình có thể là lấy 10 trứng lòng đỏ cũng được. Nhưng mà Linh làm ở nhà ăn mà Linh để cho cái trứng của mình nó lên cái màu, cái bánh nó lên màu đẹp thì Linh dùng 30 trứng nguyên với 20 lòng đỏ. Trứng này là Linh dùng cái loại trứng gà to luôn á. Còn mình làm ít ít thì mình có thể là mua cái trứng gà ta cũng được. Trứng gà ta thì cái bánh lăng của mình nó sẽ béo hơn. Cái này là tổng cộng là 30 trứng là có lòng đỏ với lòng trắng nè. Còn 20 trứng này thì Linh chỉ lấy lòng đỏ thôi. Mình sẽ bỏ cái lòng trắng ha. Thì đây Linh đập giữa nè, mình lượt. Bỏ hết cái phần lòng trắng, mình chỉ lấy lòng đỏ thôi. Lòng trắng này Linh giữ lại trong cái thau, mình chiều mình chiên ăn cũng được. Rồi, vậy là Linh đã đập trứng xong rồi. Sau khi mà đập trứng xong thì Linh sẽ cho vô đây xíu muối. Nếu mình thích cái bánh lăng của mình thơm hơn thì mình có thể là cho vô một xíu cái gì thơm thơm, vani á. Và bây giờ Linh sẽ bắt đầu quậy cái trứng này. Trứng này mình nhớ lưu ý là mình chỉ quậy theo một chiều thôi ha. Đó. Cho cái trứng nó đều ra. Linh quậy hồi nãy giờ thì khoảng 5 phút. Lúc này là cái chồng đỏ với cái chồng trắng nè, nó cũng đều lại rồi. Thì mình sẽ để cho cái trứng này nó nghỉ tầm khoảng 5 phút ha. Qua đây thì coi cái caramel nó làm sao rồi. Thì cái caramel lúc này là Linh thấy nó bắt đầu chuyển sang cái màu nó hơi nâu nâu rồi. Thì lúc này là mình có bắt đầu có thể là dùng muỗng hoặc là dùng đũa mình khuấy lên được rồi đó. Rồi, cái màu caramel vậy là đẹp rồi nè. Nó đỏ vậy là đẹp rồi đó. Linh sẽ bắt đầu nhắc xuống. Mình đừng để nó đen quá, cái caramel của mình nó bị đắng.
Rồi sau khi mà nhắc xuống thì Linh sẽ cho cái caramel này vô khuôn. Caramel này á, lỡ mà mình đổ không kịp nó bị đông đường lại á thì mình cứ bắt trên bếp rồi nó nóng nó tự chảy ra. Vậy là cái số lượng caramel là làm vừa đủ luôn nè. Lúc này mấy cái khuôn đầu là nó đông lại rồi. Rồi bây giờ qua đây Linh sẽ bắt cái son lên để mình nấu cái sữa. Để lát mình bỏ vô trứng á, sữa của mình không có bị tanh. Linh cho hết 4 hộp sữa vô luôn. Cho sữa tươi vô á, thì Linh cũng cho sữa đặc vô luôn. 4 hộp sữa tươi thì Linh dùng 1,5 hộp sữa đặc. Rồi bây giờ sau khi mà cho sữa tươi sữa đặc vô thì Linh sẽ dùng giá Linh quậy ha. Mình cũng lưu ý là mình cũng sẽ quậy một chiều giống như là quậy trứng gà vậy đó. Linh khuấy lúc này là cái sữa nó lên khói hơi hơi nhẹ nhẹ vậy nè. Thì Linh sẽ nhắc cái sữa này xuống ha. Mình đừng có nấu cho cái sữa nó sôi quá. Chỉ cần nhẹ nhẹ vậy là mình nhắc xuống được rồi. Sau khi mà nhắc cái sữa này xuống á thì Linh sẽ cho cái sữa này vô trứng. Mình cũng sẽ cho cái sữa này vô từ từ thôi ha. Ở đây là một đũa, một tay Linh cầm đũa Linh khuấy trứng, một bên thì Linh sẽ dùng giá Linh đổ sữa vô. Mình đổ từ từ thôi. Như vậy thì cái trứng với cái sữa của mình nó mới đều. Sau khi mà Linh quậy trứng với sữa vô đều nè, lúc này thì Linh sẽ bắt đầu lượt lại để cho cái bánh của mình nó đừng có bị gỗ. Thì Linh sẽ dùng cái ca, Linh múc và Linh lượt lại vô cái son này. Nè, cái màng màng trắng trắng ở trên nè, mình phải lượt cho nó kỹ nó mới mịn được. Vậy là Linh lượt xong rồi đó. Mình lượt như vậy thì cái bánh của mình lát hấp lên nó mới mịn. Rồi bây giờ thì Linh sẽ bắt đầu đổ bánh ra khuôn.
Sau khi mà đổ bánh ra khuôn á, lúc này là Linh đậy nắp lại. Ở đây là Linh đã bắt nước rồi. Nước lúc này sôi thì mình mới bỏ sửng là mình hấp ha. Chứ mình không có hấp nước lạnh ha. Đó, mình bỏ lên là nó có hơi liền. Rồi bây giờ Linh sẽ đậy nắp lại. Bánh này thì mình hấp khoảng tầm 30 phút. Nhưng mà trong quá trình hấp á, bà cô chú các bạn mình lưu ý là mình phải dở ra. Dở ra lấy hơi thường xuyên. Nếu mà mình để hấp một lều á, thì bánh của mình dễ bị gỗ lắm. Nên là khoảng tầm 5 phút mình sẽ dở ra một lần hay không bà cô chú các bạn. Tới khi bánh chín thì thôi. Thì hồi nãy giờ là Linh cũng vô được nhiêu đây nè. Nhiều lắm á. Gần cả 100 hộp lận. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi. Thì đây là cái bánh lăng mà Linh hấp hôm qua nè. Linh hấp xong rồi Linh để vô tủ lạnh. Tại bánh lăng mình hấp ăn liền á thì nó sẽ hơi ngọt gắt. Mình để vô tủ lạnh á thì cái bánh của mình nó sẽ béo lại và rất là ngon. Bây giờ thì Linh mở ra cho ông bà cô chú các bạn mình xem thử ha. Cái bánh của Linh làm là không có bị gỗ luôn á. Rồi giờ Linh đổ ra dĩa nè. Không có bị gỗ sao nó dính quá ta. Đó, cái màu bánh lăng mình vừa đẹp mà vừa ngon luôn ha. Rồi bây giờ Linh sẽ cho đá, cho sữa lên. Ăn thử luôn. Ai muốn ăn cà phê thì mình có thể là bỏ cà phê. Còn không ăn cà phê thì mình chỉ bỏ đá, bỏ sữa là cười, ăn không cũng được nữa. Tại bánh lăng này là Linh làm vừa ăn béo ngon luôn á ông bà cô chú các bạn. Giờ thì cho xíu cà phê nữa ha. Bánh lăng mình phải có xíu cà phê cho nó thơm thơm. Đó, mời ông bà cô chú các bạn thưởng thức bánh lăng cùng với Linh ha. Ngon lắm luôn ông bà cô chú các bạn. Chiều nay á, thì Linh bán... Cô Linh bán trà sữa, sữa tươi, trân châu, bánh lăng xương sáo. Ăn gì? Đủ món luôn. Tại vì bữa nay là bán sớm nè. Ăn đây không ăn về? Vậy hả? Vậy là hai phần bánh lăng ăn đây, hai phần trà sữa mang về hả? Ăn mỗi đứa một cái phải không? Rồi, đợi xíu luôn. Cô Linh làm vô tô ha. Bánh lăng không lấy topping không? Hay là ăn bánh lăng không? Lấy topping đầy đủ ha. Vậy là con cũng làm đầy đủ luôn hả? Trà sữa bánh lăng luôn. Ăn ở đây hai phần mang về hai phần ha. Ủa, thấy bánh lăng hấp dẫn không? Rồi, sau khi mà cho bánh lăng thì mình sẽ cho chú đá. Con ăn cà phê không? Bỏ cà phê luôn ha. Con cũng cà phê luôn hả? Rồi, đợi cô Linh xíu. Cô Linh cho xương sáo lên. Cho chân châu lên. Chân châu này là chân châu đường đen. Bữa nay topping đen thui không à? Không có màu khác. Rồi cho đậu đỏ lên. Ít cà phê ha, nhiều cà phê sợ hai đứa say á. Rồi có hai đứa nè. Dạ, cô Linh để xích vô. Thử coi vừa ăn không. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Cô Linh cũng mới ăn thử một cái luôn á. Chứ Linh bán bánh lăng, sữa tươi, trà sữa, xương sáo. 2 ly trà sữa với một phần bánh lăng. Là cưng ăn 2 ly trà sữa hả? Với một cái bánh lăng phải không? Bánh lăng cũng bỏ đầy đủ ha. Rồi, đợi xíu. Làm trà sữa trước. Em 2 cái bánh lăng đi. Hai cái bánh lăng luôn ha. Dạ, trà sữa khỏi bỏ đá em mình. Trà sữa không bỏ đá cứ đem về phải không? Dạ. Chứ bỏ chân châu rồi vô hết ha, bỏ thạch vô hết ha. Ngon không? Ngon nhiều đi. Bánh lăng cưng ăn đây hả? Mang về với Nguyên? Dạ, mang về luôn. Mang về luôn hả? Dạ. Hai cái bánh lăng hả? Rồi, trà sữa là 1 ly 4.000 ha. Còn bánh lăng là lấy sữa tươi topping đầy đủ không? Hay là lấy bánh lăng không?
đầy đủ ha, đầy đủ cũng 4.000 ha, còn bánh lăng không thì cái 3.000. Trà sữa cũng có cái bánh lăng luôn. Rồi về bỏ đá vô nha. Ờ, việc của cưng tổng cộng là 16.000 phải không? 4 lần 4 16.000. Hai đứa còn hai phần bánh lăng đem về phải không? 2 ly trà sữa hả? Ờ, à, quên, xin lỗi. Về nhà đập đá bỏ vô mình chế ha. Rồi cầm trước cái này chứ làm hai cái phần bánh lăng sao? Bánh lăng chứ bỏ đá luôn hay không đá? Dạ, khỏi đá luôn. Khỏi đá luôn ha. Là sao? Lại giờ uống trà sữa thêm 2 ly trà sữa phải không? Cho thêm một đá về ăn bỏ vô ha. Rồi cuối cùng. Rồi cảm ơn nha. Về lấy muỗng giùm chế nha. Rồi hai đứa vậy là hai phần trà sai ly trà sữa phải không? Hay là sao? Hai cái bánh lăng hả? Giờ là giống vậy luôn phải không? Khỏi trà sữa hả? Ừ. Ăn bánh lăng ngon quá hả? Để đá riêng phải không? Bữa nay chị lên bán bánh lăng sữa tươi xương sáo, trà sữa, muốn ăn nào? Bánh lăng không thì cái 3.000, còn mà thêm trà sữa, thêm sữa tươi á thì 4.000. 2 ly trà sữa hả? Rồi. Ngồi ghế đợi xíu. Ngồi ghế đợi làm cho Kim Vàng chí Đại về cái. Hai đứa ăn xong chưa? Ở đây đó là để đá riêng đem về phải không? Rồi của hai đứa xong luôn nè. Cô lên cho bịch đá về ăn bỏ đá vô ghi nha. Rồi ăn xong chưa? Ăn xong rồi chồng lại giùm cô Linh cái. Chồng lại để dưới góc đi. Ừ. Rồi hai hộp mang về. Để đại dưới góc bàn đó đi, lát cô Linh dẹp. Rồi của con là 2 ly trà sữa phải không? Ừ. Ừ rồi cảm ơn nha.
2 ly trà sữa để đá ghiền. Bữa nay chị Linh bán bánh lăng trà sữa, sữa tươi xương sáo bánh lăng. Nhiều tiện chứ Linh. Một cái bánh lăng không á thì 3.000, còn trà sữa với xương sáo nữa là 5.000. Ủa 4.000 chứ. Xíu nữa là ăn gian rồi. Thì coi. Cưng ăn mấy ly? Dạ 4 cái bánh lăng với 1 ly trà sữa. 4 cái bánh lăng là 4 bánh lăng không phải không? Dạ. Rồi đợi chế xíu, làm cho bạn xong cái tới cưng. Hai cái bánh lăng hả Chính? Dạ, hai cái bánh lăng 6.000. Bánh thì cho lấy 5.000 thôi. Bớt ngàn luôn rồi. Rồi bọc không hay cầm luôn. Rồi. Bánh lăng một cái 3.000, cưng mấy cái? Ừ. Vậy là 3 cái bánh lăng với 16.000 là thôi là 4.000. Lấy điện thoại anh chế. Rồi đủ chưa? Không có tiền lẻ thôi, 5.000 bo cho 1.000 luôn á. Là bây giờ là một ly trà sữa, bỏ đá vô uống liền luôn không? Bỏ đá luôn. Bỏ đá luôn ha. Thạch đầy đủ ha. Dạ. Có không ăn gì nói chứ Linh không không làm. Dạ. Tại bữa nay bán bánh lăng nên là đá bào nó hơi bệnh. Nên cho trà sữa nhiều chút, sợ nó tan đá ra nó bị lạc. Cho thêm xíu đậu đỏ. Rồi, cảm ơn cưng. Nãy giờ bán bánh lăng đắt quá trời luôn bà cô chú các bạn. Bữa nay hả chị Linh bán bánh lăng, sữa tươi, chân trâu, trà sữa, xương sáo, cắn vào nào. Dạ, bán em. Dạ, con bán bánh lăng, trà sữa, xương sáo, sữa tươi. 2 ly trà sữa. 2 ly trà sữa ha. Dạ. 2 ly là 8.000 của sáu. 8.000 cho mất cả 2.000 vô là nó 6.000 nè, cho nó vô 2.000. À, dạ là 18.000 rồi đó. Là mấy ly, tổng cộng mấy ly? Là bắp cải 3 ly với cô sáu 2 ly là 5 ly phải không? Dạ. Cưng lấy nhiêu? Bán em 3 ly trà sữa. Cô sáu 2 ly. Dạ cô sáu 2 ly với bắp cải 2 ly là 4 ly phải không? Bắp cải 1 ly với cái cục gì đó. À với cái bánh lăng hả? Ừ. Dạ. Cho nó. Cho Linh bán em 5 ly trà sữa với lại 3 cái bánh lăng. Vậy cưng là nhiêu? 5 ly trà sữa với 3 cái bánh lăng. 3 cái bánh lăng là nhiêu chết? 5 ly trà sữa 5 lần 4 là 20. 3 cái bánh lăng. Bánh lăng không, không lấy thạch, không lấy gì phải không? À, sao cũng được. Rồi nếu mà bánh lăng đầy đủ thạch luôn á là 4.000, còn bánh lăng không là 3.000. Suy nghĩ thì lấy cái nào? Lấy em 1 cái không với lại 2 cái đầy đủ. Dạ, rồi dạ. Ok, đợi chế xíu. Bao nhiêu chứ? 30 mấy? À, đâu? 5 ly trà sữa, 5 lần 4 là 20 rồi nè. Với mấy cái bánh lăng? 12. Mấy cái bánh lăng? Mấy cái bánh lăng? 3 cái hả? 3 cái kia là thêm 28.000 với cái không là 3.000 nữa là 31.000. Ừ, bỏ vô đi. Thôi lại 9.000. Cái này cưng về xa chứ để đá riêng ha. Dạ. Tại của chế đá mịn á, để sao để chung cái nó bị nó tan đá nó lạc không ngon. Cô Sáu đợi con xíu làm cho trà mi cái tới cô Sáu nha.
Bữa nay bán buổi trưa, bán trà sữa, bán buổi trưa, bán đồ ăn, bán buổi chiều. Trà sữa, dạ. Buổi trưa dễ uống. Không đổ đâu, cái đó cũng chắc mà. Trà sữa chú ơi. Bác chú đi trà sữa luôn. Dạ, đợi con xíu nha. Thấy chú có đi đâu không? Lát về lấy được không? Hay là đi luôn? Đi luôn. À rồi, đi luôn thì đợi con đi. Làm biết con Sáu có gian cái gì luôn. À vậy là cô Sáu có gian luôn hả? Rồi vậy làm hai người luôn. Dạ, hai ly ha. Có bánh lăng. Dạ, trà sữa có bánh lăng nữa. Cô chú khỏi ba đá. Cô chú khỏi ba đá phải không? Dạ. Đây con để lá viên cũng được nè. Nè. Nè còn cầm được nữa không? Đây nè, cái này nè. Này là bánh lăng đó. À còn một cái bánh lăng nữa. Còn cái bánh lăng nó buộc đây nè cô Sáu. Cái bánh lăng không đó. Rồi, cô Sáu là bao nhiêu ly với bắp cải bao nhiêu ly? 2 ly, bắp cải 1 ly với ngân hộp đó. Dạ. Nó 8 ngàn đó. Dạ. Rồi chú 2 ly luôn phải không chú? Dạ. Rồi có gian về luôn. Dạ, có gian về luôn. Sẵn dịp chưa chưa còn bắp cải nữa nè. Còn bắp cải nó đi riêng. Nó đi riêng lại tự lại lấy hả? Ừ, rồi đóng lên tiêu lên. Rồi. Bắp cải ơi, xong rồi nè con. Sổ mất chiếc xe hay gì á mà. Bắp cải à. Lấy đi ba bán trà sữa, sữa tươi với bánh lăng con. Bắp cải đâu mất tiêu không rồi. Lấy đồ nè. Con uống trà sữa hay là ăn sữa tươi bánh lăng? Dạ. Đâu rồi? Sữa tươi bánh lăng ha. Rồi. Dạ trà sữa bánh lăng sữa tươi Út ơi. Trà sữa về con bỏ đá nha. Rồi đạp xe cẩn thận. Rồi cảm ơn con. Rồi. Ừ cảm ơn con. Làm cho Quỳnh Mai. Mai mua nhiêu con? Mai mua một phần. Út mua mấy phần Út? Phần 4.000, bánh lăng không thì 3.000 cái. Còn bánh lăng trà sữa, bánh lăng sữa tươi á thì 4.000. Dạ. Lấy 2 phần đi. 2 phần ha. Ừ. Dạ. Rồi Út đợi con xíu. Út trà sữa, bánh lăng sữa tươi hay là cái gì, bánh lăng sữa tươi trà sữa hay sữa tươi bánh lăng hay là trà sữa bánh lăng Út? Sữa tươi đó, mua bán. Dạ vậy là Út cũng 2 phần sữa tươi giống Quỳnh Mai luôn phải không? Trời cái hộp này chứa khui mà cầm đổ hoài luôn vậy. Giờ đâu hay đâu, mà tính lợi trong ông Bảy mua xài non đó cho vợ anh hay á. Gửi xe hay gì Út? Gửi xe đó con này. Dạ. Mới mặn con dịch xong mà. Gửi đây là sáng tới hay ha. Thấy nhỏ nó sắp về hỏi không cái gì con nó bán trà sữa Út ơi. Cái gì bán bánh lăng. Dạ 3 phần 12.000 Út. Cô Linh để đá riêng cho con nha. Để không thôi về tới nhà nó lạc. Dạ 12 thòi 38 Út. Ồ có vụ đói bụng nữa. Đói bụng hả?
vậy con, mà con sách về mẹ ngoại ngoại cho con nó nhân mai. Út đi chổng luôn anh. Dạ, à, Út mua cho Mai phải không? Dạ. Đâu đâu nó bụng sao đâu, nó bụng sao đâu. Út đi luôn hả con? Nó bụng vậy đó hả? Rồi bắp ăn mấy phần? Dạ. Bắp ăn mấy phần? Dạ. Một phần hả? Thằng xin cho chổng ăn bánh lăng như chổng. Ăn bánh lăng không á, ăn gì? Ờ, cho bà gì, cho bà gì chín phần nữa. Dạ. Sữa hả? Đợi xíu nha, đợi cô ba xíu. Ừ. Hộp. Hộp. Trà sữa bánh lăng sữa tươi Út ơi. Út uống trà sữa bánh lăng hay là sữa tươi bánh lăng? Trà sữa. Trà sữa hả? Mẹ ơi, vô cho xin ca trà sữa mẹ ơi. Dạ. Hỏi mấy ly. Con ga ga cho cô ba lấy đá nè. Đá. Ga ga mở. Mở. Wow. Trời ơi, con đi mua ngon là được rồi đó mẹ. Không dám đi mua ngon hả? Không mua chú chiên đó. Dạ. Đóng lại. Cái chuyện ngành quá rồi, đi học được rồi. Mà giờ tuổi này chắc ở đây trường chưa nhận à, tới giáo nó dạy cái lớp cuối cùng mầm rồi lớp lá rồi của mình Mai. Bắt đợi ba xíu nha. Rồi cảm ơn cưng. Dở ra đổ đó. Út mấy phần không? Út phần à. Út một phần trà sữa ha. Dạ về Út ơi. Dạ rồi cưng. Rồi cảm ơn nha, về cẩn thận nha. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, giờ còn bánh lăng Linh còn để trong thùng đá nữa nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trong đây cũng mấy chục hũ, tại Linh làm nhiều lắm. Làm tính làm 100 hũ nhưng mà ra cũng tới 100 hũ mà bán à. Đồ này là Linh bán thêm vài chục hũ nó được ông bà cô chú. Thì Linh cũng ngồi Linh bán nhưng đếm thử được nhiêu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 195.000. Trong đây tiền lẻ của Linh là có 70, vậy là bán cũng được 125.000 là nhiều lắm. Tại vì Linh bán phần có 3.000, 4.000 mà cô chú. Giờ gán ngồi đợi khách tới thì bán. Nhưng mà Linh xin phép là sẽ kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Ông bà cô chú các bạn mà thấy cái video này hay, hãy nhấn cho Linh xin một like, chia sẻ video ủng hộ Linh nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.